thì mình sẽ thấy được cái vật màu đen. Thì con không biết như là giống như là tất con... cả chú là tên của nhà chú cũng giống như là một cái mật khẩu của một vị nào đưa ra, thì khi con đọc chú cái gì đó thì vị đó có trách nhiệm hay gia hộ. Lăng Nghiêm thì bao nhiêu vị thiên tướng mà của Lăng Nghiêm, nó cũng giống như combination vậy, giống như là mở một cái kho tàng vậy, Ambala rồi cái gì Alibaba 40 tên cướp, nó đọc một dọc cái đó là tự nhiên mở ra thì biết bao nhiêu cái combination cộng lại là tên của mấy chư Phật không ạ. Cho nên mình đọc mình không có suông chữ, không có dành gì hết, mà khi mà mình đọc, mình đọc liên tục, giống như ở đây con ngồi 50-70 người phải không, tiếc mai nghe rồi thiên chinh vậy đó, cứ đọc liên tục vậy đó, thì người nào kêu chúng ta hết mà thiếu người là cái chú không có linh nghiệm. Thì chú là tên của tất cả các vị Phật, khi con đọc xong nó là một cái combination, khi đọc đúng 7 là 7 lần thì click một cái mở ra là ra được cái kho tàng. Thì mấy gì hiện về tất cả chú là đa số là gì, chú của mẹ thì là của mẹ, chú của Phật ấn cũng vậy. Như mỗi vị thầy dạy võ cho mình một cái môn võ thì mình đánh đúng cái võ đó là vị thầy đó sẽ hiệu lực hơn vậy đó. Thầy Long Thập Bát Chưởng này nhất thiên chỉ thì cũng y vậy thôi. Sư phụ, cho con hỏi lại sư phụ, chú của sư phụ là gì? Chú của sư phụ là thiên tướng kia cùng con. Thì con có nạn nó cứ kêu tên nữa chú cái vậy đó. Nhưng mà nó hiệu lực đó là thù bài tới thiên tướng kia cứu con. Cái căn mới cứu. Giống như nó là vô kể hoài á, bởi vô kể từng rồi vô kể có bắt mà nghe cái mấy chục đứa không? Có là ổng là thằng thông siêu hình, ổng có giống như một Trường Liên vậy. Ổng ngồi cõi kia với thằng bốn châu lửa hà. Châu mà châu lửa mà của thiên ma, con biết nó ghê lắm, đâu phải như châu châu cà ruộng của mình đâu. Bốn con nó dí ổng, dí đây, dí sau lưng. Ổng quản không đâu kêu ai được. Kì. Ở trong cái movie á. Vậy mà thù bay tới. Dễ dây dẫm. Hỏi ổng đây bữa là có không? Nhưng mà còn ngoài đời thì ông bắt ma giỏi như vậy. Ai bị cơm ba thon hả? Chắc bịch cơm ba thon á. Trời ơi, quá trời mấy ba con nằm trong đó bệnh của ổng. Hồi xưa đó thằng Thành sư phụ, đệ tử sư phụ á. Tới đây nè. Nó có cái hồ lô của Thái Thượng Lão Quân đưa nó. Nó ra nó bắt nguyên con tà lông. Tà lông nó bay cũng chừng nó dài cũng khoảng chừng 5 mai á. Không biết nó bự lắm. Thường tà lông nó màu đen á. Nó không giống như xích lông mình, lông mình là mây trắng. Nó có một sừng à. Ở trên trời nó cũng có tà có trắng. Rồng cũng có rồng tà rồng trắng à. Vậy mà Thái Thượng Lão Quân ban đêm cũng dạy nó. Ngày mai á con cứu thái tử, con ra đọc lấy cái hồ lô của ta tặng cho con á. Con đọc cái câu thằng chú này. Nó đọc cái tà lông vô đó nó đậy nắp lại. Mà lúc đó khoảng 5 giờ chiều á. Nói với anh Linh ai đứa bữa nào hồ lô đâu rồi kiểu đưa lại thằng Thành rồi nhiều chuyện, nhưng mà nhiều chuyện vui lắm mấy con. Cho nên ý sư phụ nói là trở lại vấn đề của mình là cuộc đời của chúng ta muôn chuyện phải làm khi chúng ta muốn đi về trời, trừ khi chúng ta muốn lẩn quẩn ở trong luân hồi lục đạo. Chúng ta muốn làm mẹ, làm má, rồi làm vợ hiền vậy đó thì cứ việc làm. Nhưng mà chúng ta nó vừa lắc đầu, vừa nói tới đây ai cũng lắc đầu hết trơn. Chưa gì hết lắc đầu. Nhớ làm vợ cũng vui lắm. Mỗi ngày á, con bữa nay mặc quần tây phải không, vừa về nhà cái em thay ra Victory Secret liền, biểu diễn liền. Anh thấy bữa nay bộ đồ này em mặc đẹp không? Thì cũng có cái vui của ta cái thế gian, nhưng mà về trời chậm hơn chút. Chứ ở trên kia không có chư thiên nào mà gọi là boring hết. Chỉ có chúng ta mới là boring. Tại vì cái tâm của con người chúng ta là biết ở ngoài kia có chuyện gì mà mình làm, mà mình chưa có lần mòn đi được. Bởi vì có cầu ta lần mòn léo mãi chưa qua được vách sầu mà. Thật sự nó là như vậy. Khi
ở đời một người mà muốn thành giàu, muốn thành công, hay là mình phải gặp một người gọi là thiện chí thức. Cho nên thưa phụ thường dạy mấy đệ tử là mỗi ngày cho con gặp được người tốt tới gần, người xấu tránh xa. Nên nhớ cái đó, người tốt tới gần, người xấu tránh xa, gặp thiện chí thức. À, nếu không á, mà con gặp người xấu rồi, gặp đẹp trai mà đánh nó xấu nó dụ cái là con đi xuống địa ngục luôn. Dù với nó được nhiêu dài 3 năm rồi được cái gì nó cũng phải ma già đó. Hồi xưa sư phụ đẹp trai cực kỳ, bây giờ sư phụ cũng già đấy, không ngày làm đại tử nhân là thật tình đó. Trời ơi trời ơi. Cái đáp phàm nó là như thế, nhưng mà trong cái vô vi sư phụ rất là đẹp trai, cái hồn, cái chân thần á, chỉ có những người nào ngồi thiền nhập định mới thấy được. Nên mình đừng kể cái xác này. Mình gặp một người thiện chí thức đã là khó. Trong đời của con 30-40 năm lạng hợp, chưa chắc con gặp quý nhân phù hộ, đúng không? Quý nhân chưa có bằng thiện chí thức. Quý nhân có thể giúp con, cho con mượn vốn, gọi là quý nhân rồi, nhưng mà cũng phải trả lại cho ta. Nhưng mà chưa chắc ổng làm cho con có cuộc sống an lạc thanh bình. Hôm nay sư phụ dâng lệnh cha mẹ xuống trần, giao hết bí kíp cho con vô đây đừng chăm mấy trang nè. Cái này nó còn hơn quý nhân á. Có thương cho bộ không? Được đi về trời mà cái ngày nào ngày nay sao? Kể từ hôm đó ông sơ khai ngọc bà chỉ nó ngày nào con cũng đọc cái đó, thì con mới biết được là cái nỗi lòng của mẹ lo chúng ta. Như cái đây có câu nè: âm dương giao hóa trụ hình, cũng gì tà mị xa tình mẹ con. Con thấy cái thế gian này là tà mị không? Quá trời tà luôn. Con thấy đi đâu cũng gặp người tà, không cần bước xa, con đi xuống cầu thang dưới lầu này thôi là đầy luôn rồi đó. Con có thể đậu chiếc xe mà đậu hơi không ngay thôi, họ có thể sực con lên tại chỗ, gặp mấy thằng nóng tánh hả, nó có súng xe nó có thể bắn mình nữa đó. Một chuyện nhỏ thôi chứ đừng nói chi chuyện lớn. Con người nó ghê gớm vậy. Xa tình mẹ con. Cái đệ tử Diệu Hiền của mình là rồi, đã thấy nó đầy rồi. Diệu Hiền á. Hiền nó ở đâu rồi đây? Thu Hiền. Thu Hiền hả? Dạ. Rồi kiếm là Diệu Hiền rồi. Dạ Thu Thú Hiền nó ở tầng trời dục giới phạm thứ 5, nó đầu thai xuống thế gian này 2 lần rồi, cũng khổ lắm. Nhưng mà nó có một cái tiền kiếp vừa rồi là nó là một cung nữ ở trong cung đình nhiều Thú Hiền. Hello cung nữ. Còn ăn cơm đang lại là... Chứ là thành vậy. Thấy nó hiểu điều giống cung nữ không? Đại thủ mới check background. Thường thì không phải ai phụ check hết background. Đứa nào ở gần thủ thì phải check tốt cho nó cũng tốt, cho hữu tốt cho mấy đứa xung quanh. Những đứa thì hữu check background á, nó sẽ không có hợp với những đứa khác. Bây giờ nó không có cái tâm tu thật á, nó sẽ lôi kéo. Rồi lúc đó thì hôm qua có gì chứ, có ngàn qua có một đứa đệ tử ở bên Houston nhắn tin sư phụ. Tại ngày qua con thấy nó đọc kinh lên mạng á, thấy cũng gia đình cũng hội tụ cũng đông á, Tiên Lâm Cung á. Thụ nói thụ thấy mấy đứa con đoàn kết vui vẻ, đó là niềm vui nhất sướng nhất của sư phụ. Thật sự là vậy, ở đây cũng vậy, Thiên Long Sơn cũng vậy, Thiên Long Thổ cũng vậy, Thiên Long Cung Houston cũng vậy. Mấy đứa con mà đoàn kết là sư phụ vui sướng nhất. Để sư phụ lo chuyện khác quá. Tại vì sao? Tại vì cái thiên tâm chúng ta
là một nhóm lính gọi là lính cảm tử đầu tiên chịu nhiều trong gai, hết áp lực chồng, gia đình, cha mẹ, bạn bè đủ. Mà bây giờ trong nội bộ mình mà không đoàn kết, có cái tử tương thử, nó đồn về Houston, nó đồn đi chỗ này chỗ kia, nó nói xấu cái đám tụi nó là đám tạp nhạc. Con nghĩ một người đồn ra 10 người, con nghĩ bao nhiêu chúng sanh sẽ bị đọa địa ngục bởi nội bộ của mình không đoàn kết. Con có hiểu cái tầm mức quan trọng như vậy không? Thà mình không có làm gì lớn lao, nhưng mà đừng có để tiếng xấu trong nội bộ, đó mới là quan trọng. Tại vì sự lo những cái người họ vô nghị là họ đã có rồi, mà họ còn dùng cái đó để mà họ xuyên tạc nữa, thì con nghĩ làm sao mà đi độ được chúng sanh? Con nghĩ cha có buồn không vậy? Nên mọi đứa phải biết cái trách nhiệm của mình. Khi mang hội thiên nó trách nhiệm nhiều lắm, và nhiều chuyện phải làm. Cái chuyện căn bản đó là khi chúng ta lâu lâu có cũng rảnh thì giờ về tụ tập về núi để mà ngồi thiền đọc kinh, để có một chút xíu điển thanh trên núi gặp đảnh lễ cha mẹ. Ngoài đó rồi chúng ta đi về gia đình cá nhân của sát phàm. Nhưng the same time mình chỉ đi làm 8 tiếng để mình có cuộc sống như mọi người, và đồng thời những cái giờ rảnh rỗi lên ngồi ở góc nào hoặc trên giường lấy cái máy điện thoại ra để mình đi độ chúng sanh. Độ chúng sanh thời nay mấy con đâu có cần phải vất vả như kiểu thời xưa Phật Thích Ca mà đi bộ từ miền Nam Ấn Độ mà đi bộ miền Bắc Ấn Độ đâu. Bây giờ độ chúng sanh chỉ con với ngồi bấm thôi, đứa nào giỏi điện thoại là đứa độ nhiều nhất. Dễ ạ, bữa nay nữa này độ nhiều lắm, nó làm 3 phút, 2 phút gì quá trời đó. Người ta vô coi view tức là người con độ ta được, là mình thấy cái reward right away. Người ta thích, có nghĩa là những người xung quanh người ta thích, thì có nghĩa là người ta đã thích thiên tâm chúng ta. Thì có phải là con có phước không? Làm, sư phụ đã làm ra một cái gọi là một cái núi để cho tất cả những đứa họ thiên tạo công đức, mà có không biết tạo công đức nữa là thôi. Chứ thù đâu có phải như hồi xưa mà từng đứa bưng cục gạch, cục đá hay đi mua cây rồi cực khổ giống kiểu sư phụ đổ xi măng mình mới leo được lên tới núi. Hồi đâu có, bây giờ mình đâu có như hồi xưa nữa đâu, mình có cái mà lên được rồi, bây giờ chỉ nằm trên giường thôi. Ngắn cười, ngắn độ nhiều lắm á. Mấy cái clip mà thuộc ca như là dịch vậy mà cũng được 4.000 người nghe, 4.000 người coi, mà nó còn xe nữa là nó còn lưu truyền mấy clip nhỏ nhỏ nữa. Trời ơi, nó độ quá trời độ. Thì cái đó là cũng là đi làm cho người ta hiểu về thiên tâm, hiểu về cha mẹ, và đồng thời cho người ta đang mất phương hướng ở ngoài đời thì tự động người ta được cái la bàn có kim chỉ nam, từ đó ta nắm người ta đi. Thì nó trở lại câu chuyện hồi nãy đệ tử Hằng Nga đây tâm sự, con thấy cảm động không? Đó là lý do tại sao ngày xưa những năm đầu sư phụ bị Dư Luận Viên nó chửi mỗi ngày, mọi người lấy danh sách mà xin hoài. Có nhiều người ta không có hiểu, cái ông nội này ông khùng bị ta chửi mà ông còn đi xin cho tụi nó, con không xin nó sao được, làm sao mà hiểu được. Cả sư phụ ngày xưa đó cũng bị cũng y vậy á. Tôi đâu có sợ sinh, tôi không có tin. Đức thầy về, mẹ về, cái mẹ la, mẹ nói con coi đi, hồi nhỏ con bị mấy người ta đánh xém chết, mẹ phải lấy cái áo choàng của mẹ phủ cái kim thân của con á. Năm đó tháng đó con mới qua Mỹ là 14 tuổi, có không? Thiệt, mẹ nói chút. Okay. Con nhớ là cái lúc mà trên thuyền Nhật Biên á, con thấy cái gì? Con tưởng đang sống, mẹ cứu con, cứu luôn cả thuyền. Nhiều vụ sư phụ chết lắm, rất là nhiều. Cái gì nó, nhưng mà những năm đầu sư phụ lớn lên ở Mỹ hoàn toàn không tin.
Thu cũng y như là mấy thằng kỹ sư lớn lên này, khó mà tin lắm. Giống như kiểu chồng của Mỹ Mỹ hay chồng của Trinh này đó, không phải dễ tin đâu, Thu y như tụi nó vậy đó. Sau này mấy gì về quần quá trời luôn, bệnh nữa, bệnh quá trời bệnh, của bệnh. Rồi cái bao nhiêu lần nha, Thượng không tin Thượng Đế, không tin Phật Mẫu, nhưng Thù vẫn thờ Phật, vẫn đọc kinh của Đại Thừa. Tại vì xưa theo Thượng Liên Hóa là tu Đại Thừa đó. Cái mà mỗi lần mà làm bàn thờ trong nhà đó, mỗi lần về cái sư mẫu á, mà nói có mấy người mặc đồ giống như vua cung nữ rồi đẹp lắm, và nói với em bữa nay muội làm bàn thờ đẹp, chân dọn đẹp, lần nào cũng vậy. Mẫu kể tức là chị bái về thăm mỗi lần làm thờ rồi này, nghĩa là mấy vị sống trong nhà của mình mà mình lại còn không có hiểu nữa, huống hồ chi bây giờ phụ lại trách những đứa xa, con hiểu không? Rất là khó lắm. Cho tới ngày hôm nay thì cho phụ sống song song, không một bây giờ cho phụ gặp con, chút về nhà cho phụ gặp mấy vị. Ngày hôm qua cho phụ gặp cha gặp mẹ. Thằng Trúc chạy lên núi gặp học, gặp chính sư phụ, tiếp xúc lên spot vậy đó. Cái chút xíu cái có đứa nào làm gì cái xích, gặp xích long à, tức là ngày một ngày sư phụ gặp đứa này, gặp vị nọ, gặp đó, gặp đó, ế về đề. Thì sư phụ mới hiểu được đó là ngoài cái thế giới giả tạm của chúng ta, nó còn những cái thế giới rất là thật, và nó thật vĩnh cửu. Đó là cõi trời là thiệt, là permanent là thật. Có mấy lần những cái vị lớn phụ nói gì phụ giờ giảng nó tên trên mạng, tại mấy vị cũng coi của mình của phụ. Là ví dụ như Xích Long là đại quý đi, ông này là thượng tướng, đại tướng. Cái là mỗi lần ông này nói chuyện thì mấy gì kia phải ngồi nghe. Cái ông đại tướng này ông thường giảng bài cho phụ nghe. Ông nói ngài thường kêu phụ là tiên tử thái tử rồi đúng không, nói là tại ông thần thông ghê lắm, ông ánh sáng mỗi lần nó gần như phụ ánh sáng cực kỳ. Ông nói thần mà đi xuống thế gian mang thân người còn tệ hơn thái tử, nghĩa là cũng giống vậy thôi, cũng phải đau, cũng phải bệnh, cũng phải lo lắng, cũng phải nhức đầu. Tại vì mấy lần mà sư phụ giống như chặt chân, có lần sư phụ bị gãy cái chân á, tại sao mấy ngày đừng nó để tôi bị, tại vì xưa ngày chinh chiến, ngày chảm tướng nhiều quá, tức là sư phụ kể ngựa hồi giống kiểu thành các tư hãng vậy đó. Nhưng một hành tinh khác, sư cầm cái cây mấy gì tả luôn, cái cây mà sư phụ sử dụng á, nó giống như cây dao cong này nè. Sư phụ cởi ngựa, sư phụ muốn đánh gục ông tướng đó, sư phụ rút gãy chân ngựa. Nó là ngày xưa ngày chép chân ngựa nhiều quá, thế hôm nay ngày bị chặt chân lại là phải rồi. Nên giờ trong đầu gói sư phụ có hang ốc. Đúng là quả báo, đừng có nghĩ tiên tử không bị quả báo nha, trả nghiệp hết. Ai cũng vậy, thì ông muốn kể là vậy. Dầu cho tất cả các vị Phật, tất cả các vị Bồ Tát, cả những vị đó luôn, tuy là bây giờ thù mang thân người, người nào mà mang thân người thì người bên kia ở cõi vui có bổn phận hộ người, tức là mình có một relationship thì hộ người mang thân người. Khi mang thân người nó cũng y như là một người mang ba lô ra chiến trường vậy đó, thì một người ở trong hậu cứ là phải diện trợ, phải tiếp. Hôm nay các con là huynh đệ tỷ muội, đây bà tiên này đúng không, cái bà tiên mà đi xe lăn nữa rồi đó, hai ông đó sẽ đi trước hơn thằng Nga đúng không, nhưng mà hai ông này á sẽ nhớ thằng Nga, nhớ những lời thằng Nga nói, những lời thằng Nga ca chỉ chơi đây chứ vô kỷ niệm hết.
thì về trời không lẽ bác Ngư bỏ con. Bác Ngư ơi, con cần trúng 6 con số, chẳng lẽ bác Ngư lại không cho con trúng đúng không? Tại ông là ông về rồi, cho nên chúng ta hôm nay người nào đi trước sẽ tương trợ người đi sau. Đó là lý do tại sao sư phụ nói là tiệt đó. Tôi không bao giờ bỏ con được là chỗ đó. Khi chúng ta đã gieo duyên một đời này thì gieo duyên những cái đời nhiều nhiều nữa. Chúng ta đã từng gặp nhau rất là nhiều đời nhiều kiếp, cho nên hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở kiếp này và cái thời buổi này của cái khoảnh khắc này, những cái ngày loạn lạc tận thế này, không phải là chuyện ngẫu nhiên, đó là thật. Bây giờ con hỏi bản giống như Thanh rồi mấy đứa thù ba hay là Hoàng Trang nữa bà, tức là cũng nhức đầu cũng kinh niên, gặp sư phụ xong rồi để tay hết nhức đầu, rồi giờ còn làm thơ ào ào nữa làm sao. Tức là nó có nguyện lực, đứa nào có nguyện lực để mà thời tận thế để mà gặp được sư phụ ở thời này thì đứa nó đều bị hết. Nam nó này không bị nè Veronica, đứa nào cũng sẽ bị hết, để chi? Để nhắc nhở mình chứ giờ không có bệnh tật không có ấy thì làm sao mà tìm về núi để kiếm sư phụ. Đó là một cái nguyện lực y như sư mẫu cậu xưa bá làm accounting kế toán bị kinh niên luôn, đến lúc mà gặp sư phụ rồi ấy, là xong, phun mỗi ngày cái điển vô ấy, hết cái đầu bây giờ hết. Sư bá bị gọi là my friend, học bác sĩ là gọi bỏ tay luôn, nó nhức đầu mà uống một nguyên hũ tay lên nôi cũng không hết nữa, còn thấy ghê à, phải gặp mới hết kiểu vậy đó. Nhiều đứa vậy mà thì con nghĩ cái đó là màu nhiệm hay ngẫu nhiên vậy, đó là thực tế luôn á. Chúng ta không phải là người ảo đâu các con. Tất cả chúng ta đang sống đây, đang ngồi đây, đang nói chuyện gì, chúng ta là những người thật sự của cả 100 triệu người Việt Nam đang lì lợm. Ê, mình không nói hết 100 triệu, 80 triệu, tại mình được 20 rồi, đang chưa có hiểu, họ mới lạ. Chúng ta không có ảo, chú phụ có ảo, chú bảo đảm. Chú đã trải qua những cái kinh nghiệm này rồi, chú trải qua kinh nghiệm còn sâu hơn con nữa. Ngày xưa mà lúc mà chị về sư phụ cũng còn hơi cứng đầu, con có tưởng tượng sư phụ còn xin lỗi cha, sư phụ còn nghe lộn cha có một lần cha không giận đập xuống cái bàn cái ngôn kinh hồi trường cái bỏ đi luôn. Mình vô minh lắm con ơi, sau này sư phụ hết hạnh mình đâu có biết. Mình cũng y giống như là một đứa con nít lăng tăng 15-16 tuổi, cứ nghĩ giá trời lấp biển, cái gì cũng làm được hết. Với cái sức của mình vừa lớn lên bẻ gãy sừng tao trâu vậy, nhưng mà cuối cùng rồi thật sự chúng ta rất là yếu ớt. Chúng ta chẳng qua là đi trên một đoạn đường rất là trong gai, chúng ta cần có những người có kinh nghiệm nhiều nhất. Bởi vì từ đầu những đứa nào không có cái ngã, đứa đó sẽ thành Phật trước. Phật có nói câu đó, Phật có 4 đệ tử: lén Phật đi uống rượu, xỉn Phật Thích Ca. Một ông á, thì vừa thấy lúc đó Phật, tôi không biết ông nào anh thuộc chỉ kể trên mạng nghe vui, ai nhớ câu chuyện thì kể rõ, tại cái đầu thuộc nhiều thứ quá thì chi tiết thì không có rành, nhưng mà một cốt chuyện thì hữu nhớ. Thì khi luôn nói ra này mấy con chưa tìm chi tiết. Cái lúc đó vô bắt gặp con ông á, thì biết sợ không, né trốn phải không. Còn một ông á thì nó không có say, không có say nha à. Còn ông thì giả bộ tỉnh như rồi không thay, tức là đại khái mỗi người có một kiểu. Phật nói cái thằng biết sợ biết trốn á, thằng đó sẽ thành Phật chứ, tại nó còn biết sám hối liền. Còn cái thằng mà nó còn giả bộ nó tỉnh đồ, nó còn cãi lại, Phật mới nói thấy cái núi mà đá cẩm thạch không, lấy cái khăn mà lao mỗi một đời kia là một kiếp mà Phật xuống thế gian 1000 năm mà lao mà đến cái núi mà bằng á, thằng đó mới thành Phật. Ý là nó cái ngã của cái thằng đó nó lớn vậy đó, Phật dạy không có được. Chúng ta cũng vậy,
Việt Nam bây giờ vậy, trời, nó phải lấy khăn nó lau thì nó 80 triệu mới thành Phật được. Chứ giờ nó bị nhờ sợ năm mấy năm vậy, nó biết vậy, nó biết chuyện của mình làm gì và sẽ gì, rồi nó sẽ là gì. Ngày mai á, trả lời câu hỏi ngàn hoàng Thái, bữa nay thù trả lời câu hỏi đi, thù trả lời câu mà ở trên xe đó lúc thù mệt đó. Hỏi đi, con hỏi đi, con hỏi đi. Thái hồ đó là dạ, kính thưa sư phụ, con hỏi lại câu hỏi của Kim Chi á sư phụ, nói là tiêu sát tiêu hồn đó, thì cái người mà ăn chơi ở cái thế gian này đó, khi người ta muốn tiêu sát tiêu hồn thì người ta cứ ra sức ăn chơi, thì con muốn hỏi là trước khi người ta bị tiêu sát tiêu hồn á, ta có trả cái nghiệp trước khi ta bị không, hay là phải làm cái đẹp cho người ta chết liền, tiêu sát tiêu hồn liền? Kinh đó mình phải rất là tâm trọng, mấy con phải để cao, con thấy thù lỡ làm biến dục cái miếng quýt mà nặng này mình cũng phải làm, tại vì nếu mà con không làm á, cái gì mình nhìn thấy cũng bất kính đó con, nên là phải cẩn thận. Thì nó cũng đồng nghĩa với cái sư vừa mới nói là những người sống ảo, con biết không? Thì bây giờ con có nghĩ nè, những đứa mà lớn lên Việt Nam nó hung hăng như vậy đó, mà kêu nó bây giờ mà nói những cái chuyện như mấy con đang hiểu về sư phụ, đang hiểu về cha, đang hiểu về thiên tâm đó, nó đâu có hiểu đâu. Nhưng mà con nói mấy cái chuyện bậy bạ ăn chơi hay là hung dữ thì nó rất là rành, sân si nó rất là rành. Và đồng thời có thể một người giống như cờ bữa có thằng nhóc phun lửa đó, là cái triệu người vô coi, con hiểu không? Cái gì đó gọi là lạ thì nó thích. Một con đom đóm nó chạy theo bóng đèn, con siêu thân. Nhưng mà ngày mai á, nó đâu có biết, nó ăn ba cái chất độc, ba cái bia của Tàu, uống cà phê mà loại cà phê chất hóa học, ăn trái cây hóa học, nó đâu có biết là nó sẽ không bao giờ nó sống qua được 40 tuổi bởi ăn ba cái đồ chất hóa học của Trung Cộng đó, uống bia ruby vậy của Trung Cộng đó, còn để nó diệt chủng nước mình mà, nó đâu có biết. Nhưng mà đến lúc 40 nó chết lại chết. Bây giờ nếu mà một quốc gia mà như Mỹ mà thống kê đi, tại sao kinh Phật nó thời mạt pháp tuổi thọ con người giảm xuống, giảm thì con thấy giảm đó, những cái thằng đó nó chết là giảm tuổi thọ, đâu có phải dễ mà lên được tới hàng 70-80 đâu. Bác Vịnh mình nó có ngàn đồ bổ nghe, có bác sĩ lo mỗi ngày nghe, săn sóc sức khỏe đầy đủ, bệnh viện của chính phủ nữa nghe. Vậy bác Vịnh mình cũng mới vừa bị ẹt hết, có không giảm tuổi thọ là gì vậy? Cái tuổi của ổng mới tuổi hăng nhất á, ổng lớn cho có 5-6 tuổi bao nhiêu, 60 thôi, anh mấy trên 59. Thì những cái thằng nhóc mà đó là vô nghị, là mất xác mất hồn. Mất xác là như thế nào? Mất xác còn biết rồi đó, là chết sớm, chết yếu. Tại vì thời tận thế là con người giảm tuổi thọ là đã hiện ra. Mất hồn là như sao? Mất hồn là gì? Khi mà còn sống mà không có biết an hiền ở lành, không có biết trời Phật là ai, ngông cuồng tự đại. Khi qua bên cõi bên kia, ở vào một cái thời đại vàng kim, đâu có được tái sanh, tại vì mình sắp sửa ngưỡng cửa bước qua để gặp Phật Di Lặc, gặp những người hiền tài giúp nước Việt. Những cái thành phần này nó hiện bây giờ nó 30-40 tuổi, nó rất là hung dữ, có nghĩa nó được tái sanh làm người trở lại không?
nó tái sanh lại, nó vẫn không giữ tiếp, nó đâu có thích hợp với những cái người sống vào thời vàng kim đâu. Nếu mà không mà tiêu hồn á thì cũng đầu thai làm thú, ít nhất cũng vài nghìn. Tại vì cái xã hội tương lai của thời Phật Di Lặc là 3.000 năm, toàn là những người hiền, những người tốt, những nhà lãnh đạo là được bề trên chọn lọc đầy đủ đàng hoàng, không phải ai cũng đầu thai vào những cái thời kế tiếp. Chỉ có ngay khoảng thời điểm này ma quỷ ngũ thú đồng cư địa, rồi cha mở cửa cho quỷ xuôi dương, mở cổng địa ngục cho lên đầu thai thú đi đầy đường. Có thấy những cái clip chung cộng á, nó đè người ta la hét sầm á, gửi thằng bác sĩ mặc quần sờ lõn cầm cái dao mổ bụng người ta đó. Có thấy trên thế gian này có ai làm được những cái chuyện tàn nhẫn vậy không? Con thấy nước Việt những cái năm trước khi thụ lên clip để khuyên họ đừng ăn thịt chó. Hồi xưa đó họ còn đập đầu chó, nhấn nhấn nước chó rồi là từ bi á. Có những cái clip sau này á, thì bộ thấy mấy người mà ăn thịt chó ở Việt Nam để nguyên chó sống luôn á, nó thiêu mà chó la kẽn 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 kẽn, quậy đến khi nào mày hết la thôi. Nó nghĩ ăn gì á bổ hơn. Nếu mà sư phụ mà là bác trọng á, sư phụ ra lệnh ngay lập tức cấm ăn thịt chó, bác trọng sẽ vào sử sách nước Việt. Không cần biết. Không là anh hùng của nước Việt rồi đó. Xả biết bao nhiêu nghiệp không biết không? Biết nhiêu tội. Mình tu dở nhưng mà mình đừng có tạo nghiệp. Đó lý do tại sư phụ nói mình tu dở hơn mấy ông đại thừa, dở hơn thầy Nhập Từ ăn chay trường hay thầy Pháp Hòa đi. Nhưng mà mình đừng có ăn con sóc, ăn tam tịnh nhục, kiểu như thầy Tây Tạng, kiểu như Miến Điện, kiểu như Thái Lan. Mấy con đâu có tạo nghiệp. Vì gì mình cũng phải gieo duyên hoàn cảnh để đi họp đi hành, rồi ăn bậy ăn bạ ngoài đường để mà sống con ngày, để mà có đủ chất dinh dưỡng đi một ngày. Thiếu chút cơm á là mình cũng mờ mắt lái xe không có được rồi. Thì mình tu dở hơn mấy ông, thì mình tam tịnh nhục đi, mấy ông ăn chay trường mà. Mà đức thầy á là kêu ông trai trường, sư phụ nói cái dạng mà tu dở, còn huống chi ra lệnh đừng cho ăn thịt chó. Cái đó đâu có khó đâu, thiếu gì đồ bổ ngon hơn con chó đâu, có chất gì trong đó đâu ta. Thà ăn thịt bò, con bò cũng là cái mạng, cũng là cái hồn mà nuôi được cả như là mấy trăm người thì người chiên chút tội cũng đỡ. Có con chó chút xíu có mấy người mà ngày nào cũng bằng mấy con là sao. Cho nên sư phụ mà như bác trọng ra lệnh liền đây, cho giống như kiểu ông tổng thống Nam Hàn như vừa mới ra lệnh đó. Mà Nam Hàn á mà nó ông tổng thống này á, mà bữa nào vô phụ mà quen được giọng á, chắc tương lai sẽ quen được. Thế mày đừng cho mấy người của mày á, nó biết mấy con mực mà lội trong hồ á, phải nó trắng cái nó ăn luôn á. Con thằng nó bị quả báo, đừng có tưởng mạng tao tao không dám ăn mày nha. Trời ơi, con mực nó vô cổ, nó bóp cổ lại, thằng đó là phải đi nhà thương đó không. Tại nó ăn mực sống, người Nam Hàn nó ăn cái đó. Tao thích cái gì sống không à. Họ thiên chúng ta tôi dở, cho nên các con tam tịnh nhục thì 12 giới luật đó, đừng làm sai. Chứ bộ làm gì làm 12 giới luật, chứ bộ làm đúng. Đừng có tạo nghiệp. Thì dầu sao mình có vô minh, mình có làm gì cũng không có bị tội. Khi cái thần hồn mà chết rồi nó cũng như con người chúng ta, nhưng mà nó ma lanh hơn, nó biết nó láo hơn ma đó, rồi nó biết mưu mẹo, rồi nó làm đủ trò hết, rồi nó biết xô người ta té, rồi nó biết làm cho ta đụng xe, rồi nó biết nhập vô xác này xác kia để nó hưởng dương, nhập vô xì ke để nó hưởng xì ke, nhập vô vô xác vợ của ta để mà hưởng ân ái, nhập vô xác chồng để hưởng mấy cái nhậu nhẹt ăn chơi. Cái là ma nó làm đủ trò hết. Cho nên tại sao có những hiện tượng người này mượn xác người kia,
chồng tôi có bữa giống như quỷ, đúng. À, vợ tôi bữa nay nổi điên rồi đại khắc, rồi bác này tự nhiên nó đi ký thủ thiêm lấy đất của dân, cũng là quỷ nha. Tất cả những vong linh nó có quyền lực hơn chúng ta, nó có ngũ thông. Hôm nay con mang sắc phàm, con không có thần thông, con cũng có, con có một chút xíu xích xem, cứ nghe là mình biết được cái gì tốt gì xấu, nhưng mà mình không có rõ ràng như ma quỷ. Ma quỷ khi nó không còn sắc phàm, ngày mai mình bị chết, những mình biết hết, ai gạt mình, ai làm gì sai mình, ai từ xưa giờ sống thật sống giả mình biết. Và đồng thời hiện giờ mình chưa biết chồng mình đang có bồ và ba đứa con ở ngoài đường. Nhưng mà ngày mai cái mình lỡ như một cái chuyện Covid mình chết, mình biết liền, trời ơi, từ xưa giờ mấy tiền của tôi nuôi vợ nhỏ nghe. Tại vì khi hồn ma biết liền, còn sống sao mấy con biết được. Thì khi còn lại cái chân thần á, còn lại cái bóng ma đó, mình có ngủ không? Rồi từ đó mình cảm thấy cô đơn. Thì khi mình về nhà, con mình không nhìn ra mình, mình thấy con mình ăn, mình cũng muốn mời ăn với nó, mà nó không mời mình, nó không có để chén mời mình thấy buồn. Thì từ đó khi mình sống quân quẩn trong 49 ngày trong gia đình, rất là buồn, rất là tủi. Cho nên chưa bao giờ ai nói mà thấy ma mà có nụ cười, toàn là thấy ma mặt u sầu, tóc phủ xuống, mặt buồn, lạnh lẽo, than thở, khóc than không à, đúng không? Từ xưa giờ bao nhiêu chuyện ma, có chuyện ma nào mà nó có con ma này nó hấp bị nhảy đặn đâu. Đúng không? À, thầy làm ma nó như thế. Hôm nay con còn làm người, ngồi đây đừng nói chuyện hàn huyên với ta sư phụ, còn được lên núi nghe lại Phật là mình có phước. Và đồng thời mình mang cái nguồn vui của ngày hôm nay, để mình khi mà lỡ như ngày mai mình có đi, mình cũng có cái nguồn vui là mình đã mang họ thiên, và đồng thời mình cũng được đi về trời, và mình đã làm những cái gì trong lúc mình còn mang sắc phàm mình đã làm rồi. Mình hơn những cái người ở ngoài kia, họ không có cái phước đó, họ không có phước để biết được sư phụ, họ không có phước để biết được cha mẹ, họ không có biết thượng đế là ai, Phật mẫu là ai, họ rất là tội nghiệp. Mà những đứa họ thiên có bổn phận phải cho họ biết trước khi họ mất, gọi là mất cái xác phàm. Muốn cho họ biết thì mấy con cứ lên giường lấy cái điện thoại ra dọc thì là họ biết. Thì trong đó mình đâu biết được, trước tiên là mình độ cái friend của mình chứ, bạn của mình, rồi từ bạn của mình độ những người khác. Mình làm clip ở đây có mấy TV này, background cũng đã buồn. Nhưng mà thấy sư phụ quên lại đây mình livestream được. Không có livestream, tối thôi mới upload lên kênh của thôi. Cho nên giờ ai mà muốn biết chuyện trước là kiếm Thiên Kim Ngân nha, Thiên Hằng Nga, Ronka, mấy đứa Houston trước. Còn cái kênh thì phụ là nó giống như cái đất của mình thôi, để cho có, để cho ai muốn lục lợi gì lục. Bữa giờ sư phụ lấy xuống những cái mà gọi cũ á, chừng tuần hay tuần thủ upload đó lại, thì mình đang còn cái vụ kia cũng nữa. Mình lấy những cái background mà nó không có thuộc về của sư phụ là nó sẽ ở đó forever, không có thiếu clip nào hết. Nhưng giờ bây giờ tuần trở lại, còn ai muốn coi trước tiên nó nóng bỏng rồi của ngăn là trước tiên. Cái này có tiền tiết mai nó quay nữa, là bình thường nó đâu có quay đâu, thì nó chèn nữa. Nhưng mà cũng nhờ cái thời đại văn minh Facebook, YouTube thì sư phụ mới biết được trình độ của mỗi đứa đệ tử. Thầy trò mình gặp với ăn uống vui cười ca chứ,
sư phụ đâu có hiểu trình độ đứa nào là như thế nào đâu, cũng có thể đoán được, nhưng mà chính xác thì chỉ có sư phụ vô Facebook đọc mấy lời của mấy đứa con rồi mới biết được đứa này là siêu, đứa kia cũng siêu siêu. Anh nói câu đầu mấy cái câu sao siêu siêu. Không thiệt thì nhờ mình mới biết được, tại vì tất cả nó hiện ra hết. À, đứa này độ được, đứa kia cũng độ được, đứa này vẫn còn sân si, đứa kia đứa này nó biết nhịn. Trên đó là một cái chiến trường đó ta, thiệt trên Facebook là chiến trường mà, thì vô đi đánh lộn trên đó. Đó mấy kênh như thụ bây giờ quá trời, chứ không có làm gì Facebook đó. Để giờ một ngày thụ tạo ra một cái Facebook là Thiên Tú Kiệt Official. Nghe là có nhiều lúc thụ muốn ăn ao cái gì ấy, bộ được đánh. Còn như phụ Hà Nao lên cái trang cũ mà Ngô Tuấn Kiệt official á, nó quá trời nhiều luôn rồi, thù bỏ đó luôn, cứ để đi, hát vô đi. Rồi bữa nay người làm mới, chắc làm mà cậu ăn clip mệt á. Tại vì mỗi cái gì á, cũng phải bỏ thì giờ á, phụ sợ tạo ra cái gì á, mình không có thì giờ để maintain nó thôi. Thụ có nhiều tiền quá không? Thụ mướn đóng marketing. Hoặc là đến nào bây giờ làm việc cho thiên đình đi, đến sau này chứng rồng nở rồi thiên đình trả lương lại sao? Như credit đi. Trời cha thưởng mà. Nhưng mà thật sự cái tâm muốn cũng giống như ở đời á, cái thế gian này nó phù du lắm. Thù muốn tất cả những gì thù có, mấy con cũng giống vậy. Ít nhất không có để nào khổ hết. Thù muốn giúp hết mọi đứa về mặt mọi mặt, về linh hồn của mấy con thì dĩ nhiên là thù phải lo trách nhiệm về mặt đời cũng vậy, nhưng mà chưa có đủ khả năng hết. Sau này mà sư phụ mà có đúng thời cơ, thí dụ sư phụ mở ra công ty giống như Facebook hay là Intel, thù cần 50.000 nhân viên. Trời ơi, lúc đó hội thiên chúng ta vô đó hết, làm chiếc supervisor hết. Nếu ai hỏi gì không? Rồi bác hỏi gì bà. Cái loại microphone này còn phải hô vô một chút. Hô nó lại cắn, nên là nó thấy đèn lên. Dạ, kính thưa sư phụ, hôm nay con đến đây cũng xin gian.